Hướng dẫn làm hiệu ứng gương cho chữ bằng Canva siêu đơn giản cho người mới bắt đầu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lỏm Canva của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để làm một cái hiệu ứng gương cho chữ như thế này nha. Nếu video của mình hữu ích với bạn, hãy cho mình một subscribe và comment phía dưới để mình biết nha. Ok, đầu tiên mình sẽ vào phần Elements và mình gõ cái từ khóa là Black Gradient để mình tìm một cái background nha. Thì ở đây là các bạn có thể sử dụng cái màu gì cũng được, hoặc là các bạn sử dụng cái background mà các bạn có sẵn cũng được nha. Ok, ví dụ mình chọn hình này chẳng hạn. Bây giờ thì mình sẽ chuột phải vào cái hình này và sau đó thì chọn vào cái Set Image as Background. Thì như vậy là nó sẽ tự set cái hình này thành một cái hình nền nha. Giờ thì mình sẽ bấm phím tắt là T và sau đó thì mình sẽ ghi cái chữ Mirror vào đây. Mình sẽ đổi cái màu chữ này thành màu trắng nha để cho nó dễ nhìn. Và sau đó thì mình sẽ đổi cái font chữ này nha. Ở đây thì mình sẽ chọn cái font chữ là Can Painted Shadow. Thì các bạn có thể là chọn cái font chữ gì cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ kéo cho nó to lên một chút và kéo cho nó ra giữa cái hình thiết kế này của mình nha. Bây giờ mình sẽ download nó về như bình thường nha. Thì mình sẽ chỉ cần bấm vào cái biểu tượng download. Sau đó thì mình sẽ chọn cái page và download nó như bình thường thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào phần Uploads và chọn vào Upload Media và tải cái phần ảnh mà mình vừa mới tải về nha. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái ảnh mà mình vừa tải về thì chính là cái hình này. Sau đó thì mình sẽ ấn vào cái phần Open là được. Giờ thì mình sẽ đợi cho nó tải xong. Thì các bạn cũng có thể kéo trực tiếp cái ảnh từ màn hình desktop vào trong Canva cũng được nha, thì nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ chọn cái ảnh mà nó vừa tải xong rồi và mình sẽ ấn vào cái phần Edit Image. Sau đó thì chọn vào cái Background Remover. Thì như vậy là mình đã tách được cái nền cho cái hình này ra nha. Ở đây thì các bạn cũng có thể cái lúc mà download về các bạn chọn cái Transparent Background thì nó cũng tương tự như thế này. Giờ mình sẽ điều chỉnh một chút và mình sẽ kéo cho cái chữ này nó to bằng cái chữ cũ của mình nha. Thì mình sẽ kéo căn làm sao cho nó bằng nhau như thế này là được. Bây giờ thì các bạn chọn vào Flip và Flip Vertical. Thì như vậy là mình đã có một cái chữ ngược như thế này. Giờ thì mình sẽ vào cái Transparency và chuyển cho nó xuống còn tầm khoảng 10, 11, 12 gì đó thôi. Thì là ok nha. Ok, chúng ta đã có thành quả nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến bây giờ. Nếu video của mình hữu ích với bạn, hãy cho mình một subscribe và comment phía dưới để mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.